một lời chào sanh viên phước a di đà phật à, những đức ở trong ngôi tam bảo thấy cái này rất quan trọng quý vị nên đem chia sẻ rộng ra à, có những người chúng ta nhìn thấy cũng rất là dễ thương nhưng vì sao người ta gặp mình bị phản cảm vì sao thiếu lễ phép gặp người một lời chào con biết ngó mắt nhìn Hay hoặc đi vô chùa gặp người ta không biết chào hỏi gì hết thí dụ như mình đi vô chùa đi mình gặp người trong chùa mình đều có cái tâm này chắp tay ai với đạo phật hà phật tử nhớ nha quý vị Hàm Phật tử hay là quý vị không phải Phật tử Quý vị đây là một cái lễ phép trong ngôi Tam Bảo Cứ bước vào ngôi Tam Bảo gặp người cứ chắp tay Ai Di Đà Phật Cái cực kỳ quan trọng luôn Đối với người xuất gia nè Có những Phật tử thật sự người ta không biết Bản thân mình biết Nhưng do mình là người xuất gia thọ giới tỳ kheo chấp sự trong chùa bản thân mình thấy người ta không chào mình mình cũng không chào lại luôn đây là cái bệnh rất nhiều người chúng ta bị dính phải đó vẫn là cái ngã nằm trong tâm bây giờ chúng ta tập luôn người xuất gia mình này. phật tử vô chùa không biết chào gì mình hết mình gặp mình vẫn chấp tay ai với đà phật nhẹ nhàng đừng có cúi đầu quá tại vì có những người ngoài đời người ta sợ khi chấp tay mà cúi đầu người ta quá người ta sợ người ta không chịu nên mình chấp tay ai gì đào phật hoặc là mình bản biểu cái điều gì mình đều gặp ai với đào phật gạt đầu nhớ tập từ cái tâm mình đến với người ta như vậy người ta không hiểu có khi người ta cũng nhờ cái nhăn đó mà người ta cũng gạt đầu lại người ta cũng nghe được câu ai với đào phật tất cả người trong chùa tất cả những phật tử nghe qua công đoạn này nhớ nhớ cái câu một lời chào sanh viên phước nhớ nghe quý vị một cái chắp tay cúi đầu sanh viên phước tập đi mỗi ngày chúng ta tu phước tu duyên quá lớn gặp bao nhiêu con người đều chắp tay ai với đà phật cúi đầu mình là một ông thầy tu nhiều chục năm chấp sự trong chùa gặp phật tử vô chùa không biết chào mình mình vẫn chấp tay a di đà phật mình có làm cái việc của mình thì phước mình rất lớn những đức từ hôm nay những đứa sẽ cố gắng làm cái việc này tại vì những đứa thấy rõ ràng cái việc mà chào người và lễ phép cực kỳ quan trọng để con người đến với mình việc này quan trọng lắm đó rất là quan trọng luôn nếu như con cháu của mình còn nhỏ mà kêu chào người mà nó không chào là không bởi vị mà không dạy được thì đứa bé này sau này là không thể nào Lập nghiệp được đâu quý vị ạ. Vì không có lễ phép làm sao lập nghiệp đấy Con người chúng ta bây giờ gặp người cuối đầu là tiêu cái ngã của mình Tiêu cái ngã mạng của mình Mà duyên phước mình tăng lên là do người ta thấy quý mến mình Nên cơ hội của mình rất là lớn Con người đi gặp người mà chỉ có ngước mặt Đi thẳng Không có điếm xỉa gì tới là quý vị hết duyên hết phước Nhìn người này rất dễ thương, rất đẹp Nhưng mà qua cái hành động đó Tự nhiên đoạn viên đoạn phước của mình luôn Nên cái lễ phép Mỗi con người chúng ta ai cũng phải áp dụng Dù tu hay không tu gì cũng phải áp dụng Nhưng mình ngoài đời gặp người Chào cô, chào chú Chào anh, chào chị Niềm nở, cười Mấy vị thấy không? Ai cũng khen mình hết Mình đi đến nhà ai Mà vợ chồng niềm nở vui vẻ Con cháu niềm nở vui vẻ vì khen không? Khen mình khen người ta thì mình coi gia đình mình có được gì không để mình dễ gia đình mình làm thí dụ như mình đi đến gia đình ai niềm nở vui vẻ Thì mình về mình nói gia đình mình nói nè họ ờ, đi đến nhà anh ba công nhận bởi vì gia đình không có giàu gì mà hạnh phúc chồng cũng vui vợ cũng vui con ngoan bởi gia đình ta thấy ham ghê em à hay anh à mình cũng tập giống gia đình của anh ba phải làm gì đó em điều đó tốt đó. nên học theo mình nên nhận thức để mình nhìn nhận Để rồi để mình học theo Rồi mình đi vào trong chùa hay đi đến bất cứ cái nơi nào Cái gia đình người ta Mình đều là cái cái tâm chào hỏi Thí dụ như mình đi đến nhà người ta đi Mình khát nước quá Cô chú hay anh chị gì Em hay con khát nước Cho con xin miếng nước uống được Chứ mình không dám tùy tiện Mình lỡ tủ, mình mở tủ ra mình lấy nước được uống Dù là bà con dòng họ mình không dám mình phải lễ phép mình phải có cái tâm gì đó cái tâm tính như vậy đó thì người ta dễ thương mình lắm mà con người mình như vậy rồi sau này khi mắc cái gì hoặc là cái gì người ta không dám nói mình tại vì mình rất lễ phép cái gì mình cũng xin cái gì mình cũng hỏi thì người ta không bao giờ đánh giá mình hoặc ta nghĩ ngợi mình lấy cấp của người ta còn mình thường tùy tiện là lỡ mắc cái gì người ta nói nhỏ đó thằng đó ưa tùy tiện chắc nó lấy Thấy không? cái này quan trọng lắm nên những đức nói rằng là một lời chào sanh viên phước còn người xưa nói một lời chào cao mâm cổ nên người của chúng ta ai cũng nên tập chào hỏi cho thành thói quen con cháu từ khi còn nhỏ tập chào hỏi người khác tha, cho nó quen nó không có lễ phép thì đời nó thua nhà đức nói đẹp thiệt là đẹp nhưng mà không có lễ phép là vô duyên vô duyên không ai ưa không ai thích tới thua có khi mình đi vào trong chùa mình thấy một ông tăng đơn giản nhưng có khi ông tăng nó lại làm chủ trì chùa Chấp sự công việc Mình đừng bao giờ mình nghĩ Cái người nào đó bằng y áo gì mình mới chào hỏi Gặp ông Tăng bằng đồ lè khòe, đồ gách gưới đi làm, nhổ cỏ. Có khi mình không chào, mình thiếu lễ. Có khi mình gặp Bồ Tát mà mình không biết lễ phép với Bồ Tát. Thất bại liền. Hiểu không? Nên tập đi, đi vô trong chùa đều là chấp tay ai với Đà Phật. thế vị đem cái bài chia sẻ này nè. Những cái đò mà đi á, cái đoàn mà đi tu rồi đó lễ sắp tới nè với con âm nè bữa nay mùng 9 là còn có 7 ngày nữa à là ngay ngày 17 18 19 đó thì quý vị, vị bật lên trên xe cho người ta nghe để mỗi một con người chúng ta đi khi đi đến chùa đều tu phước duyên đặc biệt ví dụ như ăn cái gì à cô cho tôi hộp cơm đi cô thầy cho con hộp cơm thầy hoặc là cô ví dụ như mình nhỏ người ta cho con hợp cơm tại người ta tu giống chùa hiểu không xưng con cái lễ phép đó. còn tất cả những người trong chùa khi mình đưa cơm nước rồi cho người ta mình đều tập gì nè ai với đà phật 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 có nghĩa là mình đưa hợp cơm mình cứ niệm phật để tập thành thói quen của mình là niệm phật mình tặng đồ cho người ta đều tặng cái là ai với đà phật tặng cái nón ai với phật tặng cái máy niệm phật ai với đà phật Tặng cái máy nghe pháp ai với đạo Phật Tặng cái đồ gì ai với đạo Phật Tại vì mình là người chuyên niệm Phật Nên cái 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 góc độ của mình Khi làm cái gì là niệm ai với đạo Phật Để tặng đồ cho người ta Nếu như đại chúng mà làm như vậy thì tuyệt vời quá Thật sự duyên phước thù thắng lắm Còn mình ngồi phòng đăng ký Các cụ đồ đến người ta đến Mình niềm nở bước ra chào ai với đạo Phật Mình chào hỏi liền Rồi bắt đầu là sách đồ đồ vô Phòng đăng ký đâu mình làm việc bài bản rõ ràng thì tự nhiên người ta thích rất đặc biệt còn mình đã có vòng đăng ký thì mình phải quan sát quý thầy quý sư cô ai đến chùa mình phải quan sát rõ ràng còn khi bước xuống nhà ăn này kia ai đi vòng vòng nhìn ngó này kia là có người bước đến phòng đăng ký làm việc là bước đến làm gì hoặc là mỗi người trong chùa đều bước đến hỏi cô chú cần cái gì mình dẫn ở ngoài mình dẫn ở ngoài mời ở ngoài này chút xíu Mời ra mình hỏi cô chú cần kiếm ai Nó nói cần kiếm người đó người đó mình nói Bây giờ cô chú ăn cơm chưa Mình vô mình ăn cơm đi Còn nếu chưa ăn cơm Thì vô ăn cơm Còn ăn cơm rồi ngồi để đợi một chút Khi xong rồi gặp quý thầy Quý thầy sẽ Sắp xếp để coi Để mời người đó đến gặp Có nghĩa là mình làm việc rất là rõ ràng Rất là bài bản rồi mình đi đến đâu mình muốn á quay phim điện thoại gì mình đều phải hỏi người ta một tí mình vô nhà ăn mình thấy tao ta thêm tiếp không nói chuyện mình đều ngồi im re ăn xong ngồi im re đó thì mình thấy đâu ai đứng lên đi đâu mà mình đi hiểu không còn khi mình xả giòi nước mình rửa tay rửa, rửa mặt mình xả dưa 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 đó toàn là những cái phép tắc lễ phép không đó quý vị phép tắc lễ phép không đó Thí dụ như mình ở trong chánh điện đi mình đi ngang qua mình đang đang ngồi đó mình đau chân hay là mình đi vệ sinh gì mình cần đi ngang qua. Mình đi ngang lúc nào mình cũng cúi đầu mình đi ngang người ta. Chứ đừng có đi ngang người ta mà mình thẳng lưng mình mình đi ngang đại. Mình đi ngang có người mình cũng cúi đầu không chỉ đi ngang Phật, ngang tượng Phật, đều cúi đầu. Mình đi ngang tượng thần cũng cúi đầu, mình đi ngang tượng bất cứ tôn giáo nào mình cũng cúi đầu. Đó gọi là tâm lễ kính. gọi là một phần thành kính được một phần lợi ích và 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích con cháu mình còn nhỏ mà không dạy cho cái tâm thành kính đó nghe quý vị đố mà con cháu mình đi học nên á vì nó đâu có thành kính đâu mà nó học được quý vị đâu có thành kính đâu mà học được giống như mà có một cái thằng trai mẹ nó kêu lên chùa nó gặp như đức nó nói thằng con thầy ơi mẹ con kêu con lên chùa này thầy chứ con thì con cũng không thích chùa thầy ơi con không thích chùa như đức nói con à con ngay mốt con khôn một chút Mẹ con kêu con đi đến chùa là mẹ con muốn con tốt Nhưng con dù không thích chùa mà con đã vô để ở rồi Con mai mốt kinh nghiệm con đừng nói câu này Thí dụ như trong chùa thì không sao Nhưng nếu như ở ngoài đời mà con nói câu này là ta tống cổ con ra khỏi nhà ta liền Tại vì sao? Vì con đi đến đây mà con lại nói con không thích tới đây Người ta đâu có kêu cầu người ta con đi đến đây đâu Nên trong chùa nhà Đức dạy con là con đừng nói câu này Mẹ con kêu con đi con gì mẹ con con đi con đi đến đây con mang tâm cảm ơn khi quý thầy trong chùa chứa con được ở trong chùa cho con được ở cho con ăn cơm con cảm ơn quý thầy còn cái chuyện con thích không thích con để trong tâm con chịu con nhận thức con vô con học tập được cái gì con học tập nhưng con im điềm con đừng nói câu này tuy con nói rất thật nhưng lời thật của con là hại con nói thật mà không đúng nơi đúng chỗ thì con thành nói dạy con hiểu không mình phải dạy người như vậy đó gặp người những sự việc đó phải dạy liền nên cái ví dụ như bây giờ bạn bè mình đi vô chùa đi mình dạy liền cái chuyện chào hỏi liền. Mình dẫn đến chào hỏi liền. Nó hoặc là bạn bè mình hay là người tu hành gì nói, rồi ông đó bình thường lắm, chào cái gì. Nói ổng bình thường mà ổng làm được chuyện phi thường. Mình làm được bằng ổng không? Mà không chào. Nó mình á, mình phải quyết định cho họ, còn không được mời họ đi ra ngoài. Tại vì cái người qua trung gian quen tôi mà không có lễ phép. Vô đây mang tiếng mang tay làm cái gì? Hiểu chưa? Phải như vậy đó Mình làm việc như vậy thì rất là đặc biệt Nên những đức nói rằng Một lời chào sanh viên phước Có khi mình không chào mình lại bị thiệt thòi lớn Có những khi mình gặp quý thầy Hay gặp người mình chào một cái Có khi người ta tặng mình có những món đồ mà mình thấy ý nghĩa vô cùng Nhưng mà mình không chào hỏi Mình không có cái duyên đó luôn Mắc duyên luôn quý vị Mình đi đến nơi nào đó Mình không biết chào hỏi gì Đến tùy tiện Đi về tùy tiện vậy thì tự mình đoạn duyên đoạn phước rồi nó cả bây giờ mình dặn nguyên một đoàn người đi Đi đến quý thầy tặng cho mình món món đồ người đầu tiên mà mình không nhận Làm những người thứ hai không nhận, người thứ hai không nhận, người thứ ba không nhận Cái đầu tiên tội lỗi nhất Được một món quà tặng một cọng chuỗi hay là một cái máy nghe pháp, máy địa phật Dù mình có rất nhiều Nhưng mình đưa tay á, dạ cho con xin Xin cái lọc của chùa Mình về dù là mình có nhiều nhưng mà mình cũng biết tặng cho người khác để mà mình kết duyên Đó gọi là kết duyên giữa hai bên Mà cái tâm phải thành kính dạ cho con sinh Để cho người khác phía sau tiếp nói theo Được hưởng cái lọc chùa Còn mình nghĩ rằng gia đình mình đầy đủ rồi Ho nhà tôi nhiều lắm Nhận làm cái gì Nguyên một lọt phía sau ai cũng không nhận Chính mình đoạn duyên tất cả người đó Thấy chưa Những cái việc như vậy thôi mình cần phải nghe Cần phải học nên cái đặc biệt lắm chắp tay A Di Đà Phật. Mình là người trong chùa họ chào ông chào mình cái mình cứ làm A Di Đà Phật. Cứ A Di Đà Phật cứ tập thành thói quen. Một ngày với mình niệm bao nhiêu câu Phật hiệu. Mình gọi bao nhiêu vị Phật sẽ thành. Nên trong kinh Đức Phật nói rằng một cái chắp tay trước Phật là trồng cái duyên đắc độ về sau. Họ là chúng sanh sẽ làm Phật. Mình chắp tay với họ cũng là kết một cái duyên tốt. Dù bây giờ họ vẫn đầm, vẫn cũng vẫn riếp, vẫn đồ đờ Nhưng họ đi đến chùa đã có cái duyên Đến với Phật Pháp Chúng ta gặp, chúng ta chấp tay ai với Đà Phật Họ chào ông chào kệ mình tập ai với Đà Phật Dù mình tu nhiều chục năm Mình vẫn có cái tâm gặp người ai với Đà Phật Đó là một hành động Cực kỳ gần gũi mà người rất quý thương Nhớ nha Tất cả người trong chùa mình, tất cả các điểm đau tràng Nên coi cái bài chia sẻ này Để tập đi Nếu tập được một cái hành động này Đặc biệt tuyệt vời Thí dụ như bây giờ Mình cầm cái xuống cái len cái chét Cái là mình cầm cái dao Mình cầm cái búa gì Mình gặp quý thầy Mình bỏ thời gian ra một chút mình để nhà xuống Còn nếu như mình cầm quá cần gấp nặng quá Thì mình cũng gặp với thầy mình Ai với Phật cúi đầu đi liền Cái đó cũng là lễ phép Còn nếu một món đồ bình thường Mình cầm một cái dao nhỏ nhỏ Mình cầm mình để qua một bên liền Mình để xuống liền mình chắp tay A-di-đà-phật Chờ quý thầy đi ngang mình cầm dao mình đi Chứ đừng có cầm cái dao lên mình xá Để cái dao ngay cái 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 tay chấp của mình xá Không nên Đó là cái việc mà mình nên nhìn nhận lại Cái lễ phép một cái lời chào Sanh duyên phước cực kỳ lớn luôn Cái này cực kỳ quan trọng luôn Nhất định phải học nên Đức thấy rõ ràng luôn Có những người mình mà tùy tiện đi đến nơi nào đó là tự nhiên mình bị phản cảm liền Tùy tiện đi đến nơi nào đó là mình bị phản cảm liền Mà cái người bạn chơi với mình Người này chắc chắn là tùy tiện nên mới chơi chung Nếu như mình là người hiểu biết Tại sao mình không dạy bạn mình Cho nó đàng hoàng Chứ mình Mà nghiêm túc mình không thể nào mình chơi với người tùy tiện được Dù có biết nhau mình cũng không chơi thân với họ Vì sao? Vì không cùng cảnh giới đi chơi chung Nên mình phải nhắc nhở bạn bè Mình phải dạy bạn bè Bây giờ bạn cứ nghĩ đi Tôi ở chùa này Bạn là huynh đệ với tôi bạn đi đến đây Bạn hiểu rằng tôi đi đến đây là tôi nhờ người thầy đã giúp Bạn là bạn của tôi Bạn phải có lễ phép đến chào thầy tiếng Đó là cái quy tắc Bạn cũng giúp tôi nở mặt nở mày Vì bạn của bạn rất nghiêm túc Ông thầy ông nói à, huynh đệ của của ông được á, biết chào hỏi, biết vui vẻ, niềm nở. Đó, cái hành động này quan trọng lắm. Còn bạn bè mình đến, ngồi đâu, ngồi im đó, không chào hỏi ai. Thua thua Nên những đức nói rằng Mình là người xuất gia mà đi đến đâu không biết chào hỏi người là tệ quá Quá tệ luôn Lời chào người có tốn tiền bạc gì đâu Mình chào một cái có gì đâu Dù người ta có đơn giản cỡ nào mình cũng phải chào một tiếng đi Người ta cũng đâu cần gì đâu Nhưng mà cái lễ phép Để sau này mình dạy người khác Còn mình như vậy sau này ai gần gũi mình Đều y ran vậy hết thì sao hiểu không? Nó tại sao chùa mình duyên phước lớn niềm nở vui vẻ gặp người chào hỏi nhiệt tình hết mình như vậy mà duyên phước lớn mình càng tu mình càng duyên phước càng lớn lên là do cái hành động cái tâm mình mà duyên phước mình lớn nên tập đi đại chúng nên tập hàng phật tử khắp nơi nên tập phật tử có nhiều người đi chùa nhiều chục năm mà gặp người quý thầy cũng không biết chào hỏi đi vô chùa không biết chào hỏi đi đâu cầm điện thoại gọi, gọi 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 chắc là phe điện thoại hay sao tính tình kỳ cục đó một cái lễ phép mà còn không biết thua không? nên là mình sanh con nuôi con dạy con dạy cháu mỗi một cái việc nhỏ này mà không làm nó phá cái sự nghiệp cuộc đời của con cháu mình sau này đó biết, vị nhưng đức thấy có nhiều người lịch sự ghê đi vô chùa thí dụ như mình là vợ chồng đi chăng nữa đi vô chùa mình có nắm tay đi vòng 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 chùa được cái nơi chốn tôn nghiêm mình phải nghiêm túc phải nhớ rồi mình gặp với thầy mình đều chấp tay ngang ngực gì mình không biết xá sát xuống mình cũng chấp tay ngang ngực ai với đạo phật một cái hành động gì thôi tự nhiên thấy có một cái tình cảm đặc biệt đối với con người đó đó nhưng mà gặp một cái nhìn một cái rồi xong không có một cái hành động gì lễ phép gì thua đó. thí dụ như bây giờ mình là chủ nhà người ta vô nhà mình mà người ta không cần chào mình người ta vô ta ăn bánh uống nước tự nhiên xong người ta đi quý vị nghĩ sao đặt quý vị vào người ta để quý vị nghĩ sao? nhất định quý vị sẽ ngồi nói với gia đình quý vị, thứ gì đâu mà nó không có lễ phép, vô nhà không biết chào hỏi ai tùy tiện, mai mốt đi đến đây nữa đuổi khỏi nhà mới cho vô nghe, thấy không? quý vị rõ ràng quý vị nói câu đó là quý vị nên xem lại mình luôn. nếu mình mai mốt mình đi đến nơi khác mình như vậy người ta cũng nói câu đó với mình luôn. cái học tập đó rất là nhanh. quay lại mình nói người ta là mình nên suy nghĩ lại bản thân mình nếu là như vậy bị người ta nói mình cũng như mình nói người ta học tập này là cực kỳ nhanh luôn học tập này rất đặc biệt luôn thí dụ như người ta là chủ nhà mà mình đến mình gặp người ta là mình phải chào chứ hiểu không có nghĩa là mình đến mình gặp người ta mà mình phải chào chứ cái lễ phép đúng luôn á rất là đúng còn hòa thượng xây chùa triệt mình thấy hòa thượng đến là mình mình ban tới vui vẻ quan hệ dạ con thỉnh mà. chào hòa thượng chúc hòa thượng sức khỏe ai với đà phật hoặc là các cụ đại chúng gặp hòa thượng ô vỗ tay vui mừng vui mừng đó phải tập như vậy đó nó phải tập như vậy đó người mình duyên phước lớn vậy lắm đó một cái lời chào cực kỳ quan trọng luôn nhắc suốt cái bài giảng này là gì một lời chào sanh duyên phước ai không muốn có duyên ai không muốn có phước một lời chào sanh duyên phước đó Niềm nở vui vẻ chào sanh viên phước Cái vị buôn bán làm ăn cái gì Niềm nở vui vẻ là vì bán đắt Còn gương mặt mà tối hù Không biết chào hỏi ai là ế Không nói dòng gió ế. Nên đó, cái lời chào cực kỳ quan trọng luôn Cứ tập đi Bây giờ tất cả Phật tử đi đến đây Cái buổi chia sẻ này nè Quý vị chia sẻ lên cái Cái cái, cái đòn xe quý vị bật lên Kêu tài xế bật lên để cho Người ta nghe Cả tài xế đi vô chùa cũng gì nữa mình là người trí thức hiểu biết. Mình đi vô chùa thì mình cũng phải học cái cách đi vô chùa. Dù mình chưa lên tu nhưng mình cũng phải học cái cách xóc. Chứ không phải là mình mình nghĩ mình là tài xế mình đi vô chùa cái mình mua đồ mặn đồ mình đem vô trong trong chùa lên xe mình ngồi mình ăn mình nhậu không phải đâu. Cái hành động mình như vậy có khi phút mình hết tai họa đến với mình. Chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Hoặc là mình nghĩ ngoài đời vẫn quần đùi ở chăn rồi này cái bình thường, đó là ngoài đời. Mình đi vô trong chùa mình không được như vậy Mình muốn cái gì mình ra ngoài đời Cái chuyện đó của mình Còn mình đi vô chùa nơi chốn tôn nghiêm mình phải nghiêm túc Nên bật lên cho, cho tài xế người ta nghe luôn Thí dụ như mình là tài xế Mình chở khách Đi chùa chiền đi du lịch này kia đi Có người mình niềm nở vui vẻ Biết vô nào đẹp chỉ người ta dẫn ta đi Đừng có cầu nhầu khó khăn Thì đi xong về người ta còn xin số điện thoại mình để mai mốt người ta đi đâu người ta điện cho mình nên mình trở thành người đặc biệt mà làm nghề gì cũng thành đạt niềm nở vui vẻ nhiệt tình là thành công nhớ nghe niềm nở vui vẻ nhiệt tình là thành công qua một lời chào sanh duyên phước đã là biết chào hỏi niềm nở vui vẻ nhiệt tình thì thành công chứ làm sao đó đây là cái việc cực kỳ quan trọng luôn cả tài xế đi vô chuộng như nên, nên nghe cái hành động của mình ngoài đời sao không biết Nhưng mà mình đi đến đâu mình biết chấp hành quy củ Mình đi đến đâu mình biết quy tắc đàng hoàng Nó dụ như mình là dân có chơi bờ cỡ nào chăng nữa Mà đi đến nơi nào ra nơi nấy à Có người mình vậy thì mình thành công Cho mỗi lãnh vực lúc nó, Còn như mình đi vô chùa mình cũng tùy tiện nó thua Còn ví dụ như mình đó, là người phụ nữ Mình đi vô chùa gì Cái lễ là gì Mình nằm người phụ nữ mình nằm nó cũng có ấy. Chứ có sao không? Người ta y y mình nằm mình mình nằm tỳ tiện đồ đạc mình bận gì đi vô chùa mà bặn đồ kính đáo còn này mình đi vô chùa mỗi khi mình bận đồ thun sát với người nằm thì đưa nguyên cái người lên gì còn khi ngồi ăn thì ngồi kiểu như mùa nước lũ ngồi châm hộp từ nơi cái 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 cái, cái hành động nó thiếu lệ thiếu lệ nhìn tự nhiên người phụ nữ mắt đi vẻ đẹp nhiều lắm từ nơi đó mọi cái chút 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 mình nên nhận thức đi tự nhiên đặc biệt ví dụ như mình làm chồng đi mình có cái góc độ quan sát đi mọi cái mình điều chỉnh vợ mình chút 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 vợ mình cũng tốt từ đồ đạt bằng mình coi đúng lúc đúng nơi đúng chỗ đó gọi là trí thức hiểu biết quý vị nên cái lễ nó sanh ra đủ duyên phước cho mình cái lễ nó cho mình góc độ rất sâu sắc trong cái cuộc đời này mình vô nhà ăn chùa không nói chuyện ngồi im re nghiêm túc vô nhà ăn cái là cài chế độ rung liền không cho reo lên ngồi nói chuyện với người trước nhất gặp với thầy mình nói chuyện trước nhất mình coi điện thoại mình cài chế độ rung để im hoặc tắt nguồn điện thoại luôn để khi một buổi nói chuyện với thầy mình lắng nghe đàng hoàng không để điện thoại reo điện thoại rung có nghĩa là mỗi cái mình đều nghiêm túc bước vô nhà ăn để chế độ điện thoại rung tuyệt đối không để cho reo lên để ôm người ta từ cái việc nhỏ 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 gì mình làm để mình chỉ người ta làm để mình chỉ người ta mình vô trong chỗ nghe pháp Những cái lễ phép của mình là nghe pháp Nghiêm túc và đừng làm động người ta Điện thoại của mình tắt nguồn Tắt nguồn để nghe nguyên một thời thiết pháp Vô chánh điện tu đã tu rồi đâu nghe điện thoại đâu tắt nguồn Vô lễ quan âm tắt nguồn Nghiêm túc như vậy đó Đó gọi là lễ phép đó Nếu không động mình động người Còn cái chỗ đông người người ta đang tu học Tụng kinh niệm Phật Mình thiệt đối không nói chuyện làm hoàng Vì nói chuyện làm động người Nên mới nói rằng Thà làm động nước ngàn sông Đừng nên động tâm người tu tập Cái lễ là chỗ đó đó Cực kỳ quan trọng luôn Mình đi đến đâu mình cũng sanh phước duyên chứ Là do cái hành động cái lễ phép của mình Mà cái lễ phép sanh phước duyên rồi sự nghiệp mình phát triển luôn Còn con người mình tùy tiện bê tha Nhìn cái tướng của người mình ai tiếp nhận mình Dù mình nghèo nhưng mà một bộ đồ mình bận Một cái phong cách của mình dù đồ nghèo Đồ cũ nhưng bận cho gọn ghẻ đàng hoàng Người ta nhìn mình người ta cũng tiếp nhận mình qua hình thức còn nhìn mình bê tha Đàn ông ở chàng bằng quần đùi Quần nó rút lên Nhìn cái tướng mình ta nói Cái tướng này chịu thua Họ không, không tiếp nhận được Thấy không Nhìn người phụ nữ lè phè bế bối Người ta nhìn mình ô thôi Nhìn tướng này thua Thấy không Nên cái hành động mình phải nghiêm túc đàng hoàng Từ đồ đạt lúc nào làm cả làm Còn lúc nào bình thường đồ sạch sẽ gọn ghẻ Ủi ngay ngắn đàng hoàng Sạch sẽ từ một cái hành động giúp mình cực kỳ thành công trong sự nghiệp cuộc đời mình Từ đời lãnh đạo luôn thí dụ như mình là người tu đi nhìn mình sạch sẽ Tóc vừa da ra chút xíu cạo sạch sẽ liền Râu ria cạo sạch sẽ liền Nhìn người tu mình người ta nhìn người sáng sủa người ta muốn tu theo Ít gì cũng thấy sạch sẽ có được Xấu là cái hình tướng của họ Nhưng nhìn họ sạch sẽ gọn ghẽ sáng sủa ta tiếp nhận mình Điều là cái lễ mà sanh ra đó quý vị nó gọi đi đến đâu cũng biết chào hỏi mình đi đến đâu cái là Dạ cho con xin gặp Hòa Thượng Được không? Còn nếu không con gặp người chấp sự ở đây Cho con chào chấp sự Con đi đến đây con ở Con xin chào thầy chấp sự Thầy quản chúng Để con xin được ở một ngày, một bữa, hai bữa, ba bữa Đúng không? Con người mình như vậy là người ta thích, người ta thương mình rồi đó còn mình lời chào mà mình mình tiết kiệm gì dữ vậy Bản thân mình tiết kiệm Hoặc là mình không quen Rồi mình thành cái, cái bệnh con người ngậm miệng là không biết mở miệng thua rồi chờ xanh lấy cái miệng càng nói thì phải nói càng chào chào lễ phép lễ phép nên có người phải cần sử dụng cái miệng của mình cho đàng hoàng đúng nơi đúng chỗ có khi ngồi thì nói tầm bậy tầm bạ Giận hết la lối um sùm nhưng mà khi chào hỏi người thì không biết mở miệng ra đó là một hành động cực kỳ tệ nên mỗi một người sức gia cư sĩ đờ đạo đều nghe công đoạn này có lửa hết nhớ cái lời chào cực kỳ quan trọng ngoài đời như mình đi đến nhà ai chắp tay chào hoặc cúi đầu khoanh tay ngoài đời là thường là khoanh tay cúi đầu cái lễ khép đó tự nhiên ta nhìn mình ta thương con gái cũng vậy gặp đi học về gặp người biết khoanh tay cúi đầu chào cô chào chú cha mẹ mình cũng nở mặt nở mày đầu tiên là dạy con chào cha mẹ con đi học mới về Dạy con chào cô chú Thấy không Tự nhiên cha mẹ mình nở mặt nở mày Người ta khen ô công nhận con anh lễ phép Thấy chưa Còn mình đi vào mình xách cái, cái cặp mình chạy cái du vào nhà Để cặp chạy cái du ra Trong lòng người ta đánh giá nói con này không biết dạy Gia đình này không biết dạy con Nó thấy tổn nhiên tổn phước không Nên cái lời chào hỏi của người điềm đạm là thành công sự nghiệp về sau rất là lớn Đừng có nói đi tu lâu năm Đi đi học tùm lum tùm la Giết gặp chào cũng không biết chào nhiều bà già người ta gặp mình ta chắp tay ai với đạo phật mình đưa tay làm ai đạo phật ai với đạo phật không? cái hành động này là hành động thiếu thiếu lễ thiếu cung kích người ta chắp tay ai với đạo phật mình ai với đạo phật mình bận biểu mình đi gì mình đi ngang chắp tay ai với đạo phật với mình mình ai với đạo phật mình phải có cái tâm thành kính ai với đạo phật nhiệt tình vậy? chứ không phải là ai với đạo phật nhiệt tình phật mình đó là thiếu lễ phép tín niệm có vật hiệu mà thiếu lễ còn những người, người ta xá chào mình nhưng mà mình đi thẳng mình không ngó ngàng tới Đây là đoạn duyên đoạn phước Cái này cực kỳ quan trọng luôn nó Nên mình khéo tu phước duyên hay không là bản thân mình Nên dù quý vị tôn giáo nào đạo nào đi chăng nữa đi. Mình đi đến ở đâu mình cũng phải có lễ phép Mình lễ phép với người ta người ta lễ phép với mình Chăng thật có lễ phép đi quý vị đó, Nên đó, công đoạn này như Đức chia sẻ Phật tử bật trên xe Cho các đoàn đi đến đây nghe đi Để mình đi, đi vô chùa mình biết ơn mình biết lễ phép đông gì mà người ta lo nhiệt tình cho mình gì là được rồi nó rồi có những người ta thấy xe được cho mình đi mình cảm ơn cái tâm cảm ơn đó mình cố gắng mình tu mình nghe pháp mình niệm phật đàng hoàng cái tâm đó là lễ phép đó rồi người ta bao xe cho mình đi mà mình đi đến mình không biết cảm ơn không ơn nghĩa gì chứ mình mình không nỗ lực gì chân là mình thiếu lễ phép thiếu lễ phép mai mốt sao mình có duyên mình đi được nữa hiểu chưa nên cái này cái lễ phép cực kỳ quan trọng đó nó là một lời chào sanh duyên phước nó những điều như Đức nói cũng cố gắng lắm quý vị. nói nhiều lắm rồi đó. Quý vị nên mở rộng ra, chỉ cần biết chào hỏi, biết lễ phép, rồi người trong chùa biết chắp tay cúi đầu, điều làm như Iran như vậy làm làm cả đời mình cứ như vậy đi. công đoạn nào lâu 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 cứ bật lên cho đại chúng nghe để biết lễ phép, biết cảm ơn trên hòa thượng sẽ chùa biết cảm ơn người nuôi lo lắng mình, biết cảm ơn người dạy dỗ mình, luôn luôn có tâm cung kính, một phần cung kính là được một phần lợi ích, mười phần cung kính là được mười phần lợi ích. Mình đã là lễ phép rồi mình đi đến đâu mình có đâu dám phá quy củ đâu Cái điều người ta chưa đưa ra sao mình dám phá quy củ Chùa người ta chuyên tu mình dám đem cái này kia vô mình truyền bá không? Không Người ta đang tu bình yên gì mình đâu có dám đâu Nên tất cả các điểm chùa chúng ta ba bốn điểm chùa Nơi nào ở yên nơi nấy không có thầy này cô này Mà nói là gặp đạo tràng này gặp điểm này cái gũ người ta Gũ ghen người ta không nên nghe Điểm đạo tràng nào ở đạo tràng nấy Nơi nào ta làm yên làm yên nấy mình không có gũ ghen người ta Đó mới là con người có lễ phép còn mình là con người gũ ghen người ta là không có lễ phép Làm động người ta Ở nơi nào ở yên nơi nấy Dịu dễ quản lý Còn từ khi người ta tu người ta không có đường hướng gì chứ Không có kết quả không có đường hướng Mình mới rủ người ta Là người ngoài đời đâu á Ở đây được 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 đưa tư tưởng cho người ta Gũ người ta giúp người ta Còn điểm chùa mình là điểm chùa nào ở yên điểm chùa nấy Quý thầy đồ này kia gặp Nói chuyện này kia tuyệt đối không có rủ ren ở qua đây đi ở đây đặc biệt nè, ở đây thiếu ngừ nè, căng lắm nè, giúp cho. Qua đây đi làm việc ý nghĩa bên kia đông quá mà, đừng có tính này nghe. Có nghĩa là chỗ nào mình điều tùy duyên mình nhiệt tình hết mình, tùy duyên. Mình đừng có phan duyên, mình phan duyên là mình tiêu đó. Từ khi người ta không có phương hướng, không có đường lối, mình mới rủ người ta để cho người ta phương hướng đường lối. Vậy là đúng rồi đó. Nên mỗi một con người mình phải biết cái lễ phép để mình sống cho đặc biệt. Còn vợ chồng người ta sống với nhau tuyệt đối mình không có đụng chạm cái chuyện vợ chồng người ta. Hoặc mình đi đến nhà người ta mà bạn bè Hoặc vợ người ta đối xử tệ Với mình không biết chào hỏi Mình im điềm, mình khéo léo không đến nữa Chứ tuyệt đối mình không có chăm chích Để cho vợ chồng người ta phiền phức Từ khi là thân thiết mình mới Đưa những lời chia sẻ ra Để góp ý Còn nếu mình thấy không thân thiết gì bao nhiêu Thì thôi, mình tự im điềm cút binh Đây là cái đặc biệt của người có lễ phép Không có chăm thọt người ta Làm cho người ta phiền phức Còn mình đi đến chùa hay đoàn thể ở tuyệt đối mình không có chăm chích đoàn thể người ta người như vậy gọi là người có lễ phép người như vậy là người tồn tại và người thành công đó, còn người mình mà tùy tiện đi chăm chích chăm thọ mai mốt có chuyện gì xảy ra người ta lôi ra mình là người mang quả nên thí dụ như bây giờ ngồi tầm 3 tầm 7 nói người trên này kia mình trong đó mình giải quyết vấn đề mạnh mẽ liền. Mấy ông làm được gì, mấy bà làm được gì mà nói dòng do. Lần sau mà còn như vậy nữa tôi đưa lên gặp thầy trực tiếp luôn đó. Mình trong chùa mình nhờ Trên Hòa Thượng xây chùa kế thầy nuôi lo lắng Giúp đỡ Mà mình đi phía sau nói xấu thầy Con người mình vậy có nên người không Làm sao là người tu hành Dứt thẳng một phát Đức không còn ai lãng quản lưu bu Người mình như vậy người ta rất kính trọng mình Đúng nơi đúng chỗ Gọi là dám ăn dám nói dám gói dám sách Rõ ràng Một cái chuyện gì mình nói mình phải nhìn cái trọng lượng của nó Có những cái mình không nên nói Có những cái cần phải nói để sắp xếp giải quyết Con người mình phải có trí tuệ nên mình đi học thầy có gì mình không hiểu mình hỏi đó là lễ phép Đừng có ti tiền Mình hỏi mới là hay Thí dụ như bây giờ trong chùa sắp xếp cho mình Được làm một cái việc gì được sức gia Mình không sức gia mình phải gặp thầy mình hỏi Thầy ơi con như vậy như vậy Tâm nguyện như vậy như vậy Theo thầy thấy thì sao Thầy thấy con có thể sức gia không? Mình có người mình phải có lợi sự chào hỏi Biết niêm nở Biết nói ra Thì con người mình chỉ mới là người khôn mình học thầy mà mình tùy tiện Mình quyết định luôn vậy đó Vậy thì con người mình không nên người Không có lễ phép Đã là không có lễ phép làm sao học Hiểu chưa Không có tâm cung kính làm sao học Nó Không biết hỏi han Không hiểu mà cũng không hỏi Vậy thua rồi. Đó cái bài chia sẻ này quan trọng lắm nè Nó nói tóm lại là quý vị, vị Ai với đà Phật Gặp người thì ai với đà Phật Vô chùa gặp ai ai với đà Phật Ai với đà Phật cứ vậy tôi Phước Duyên lớn Ngoài đời thì khoanh tay Chào hỏi lễ phép cứ lễ phép đi quý vị Cứ lễ phép đi quý vị Rồi cuộc đời quý vị không có tệ đâu một trăm không tệ đâu Mắc lễ phép là cực kỳ tệ Dù có đẹp có dễ thương cỡ nào mà không lễ phép Là kể như quý vị mắc 70% Có lễ phép mà xấu Quý vị giảm tăng lên 70% Nhớ nghe Điều này như Đức chia sẻ rất là chân thật nhiệt tình đó Nguyện Tam Bảo gia hộ Mỗi người được nghe và chia sẻ rộng cho nhiều người được nghe Ai người tu đạo Cũng biết lễ phép cung kính cảm ơn để mà mình sống có, có phước có duyên lớn quý vị chúc quý vị an lạc nha ai với đạo phật nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ